Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em ha. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại Hoa Viên Bình Dương, cũng như là đang trên đường nghệ sĩ người. Mọi người thấy hai tấm bảng, một bên là cậu Năm Vũ Linh, một bên là của ông nhà thơ Dương Nhân Ngộ. Thì cập nhật cho mọi người xem video này là một phần cậu Năm buổi trưa hôm nay như thế nào, như là trong đây như em thấy là Hoa Viên đang làm cái mái che này mọi người, như là để cho ngày Du Lan để bà con đến đây viếng với lại mà thắp hương tham quan á, sẽ có một nơi để mà có thể là trú nắng trú mưa. Mái che này thì Hoa Viên làm ngay chỗ mà nhà mát đối diện một con Năm luôn nha mọi người ha. Công đã nói chung ra là sắp hoàn thiện rồi, 70% rồi. Bây giờ thì mời mọi người theo chân em vào bên trong mộ cậu Năm ha. Buổi trưa hôm nay thì tại mộ cậu Năm em thấy là cũng chưa có khách viếng mọi người ơi. Thời tiết thì nắng quá, rất là nắng. Đây là ly cà phê muối nha cô chú, cậu Năm. Tại vì bữa kia là em mua, anh tính mua hai ly cà phê muối, một ly cho bác Thọ, một ly cho cậu Năm. Nhưng mà bữa nó tầm sáng, anh bán với hẹ. Phê là phê muối hả? Nó còn có một ly em mua cho bác Ngộ. Phê là phê muối hả? Phê muối, mua cho bác Ngộ, em mua cho cậu Năm. Phê muối nổi tiếng của ông gì, cà phê muối đúng không? Đúng rồi, nhưng cái đây không, cái đây nó bán với hẹ. À, dĩa hè. Đây ta bán dĩa hè. Ngon lắm đó. Sáng đi nhà bà con làm đi. Cà phê, cà phê bỏ muối vô. Muối ngon lắm. Tôi có cà cao rồi nữa, rất là ngon. Bỏ bằng chân kinh nữa. Đây, một năm có sổ gác nha mọi người. Sao sao vô gì? Chấm nước tương hay nước mắm? Ăn rau mình nấu rau nha. Cái dạ dày mình tốt đó anh. À. Ăn rau nhiều phải. Rau còn. Nhiều tốt đó. Ăn rau nhiều đó mình. Không ai thấy còn tròn. Mình nó đủ chất của anh. Mình đây xin đồng sao xếp. 13 phần cũng bằng cái kia sao lỡ rồi. Trong cần thấy nhiều lắm. Hello anh Biên nha. Ừ, chào em. Chị mình để lại đi mình đừng. Ừ, anh làm thêm một cái kênh nữa. Thôi. Hàng gì hai cái điện thoại. À, nhìn anh nói giống thắng á, thắng hay vậy. Để cái kênh kia để cầm luôn ba cái vô cái. Tại cái kênh kia để vú quá, phải làm cho nó. Đúng anh, mình làm kênh mắng nữa. À, chung ra thời tiết giờ cũng dịu mọi người, nãy nắng giờ mát rồi mọi người ơi. Mát rồi. Sự đây, camera lúc nào cũng quay trực tiếp tại mộ cậu Năm. Đó. Thì hồi sáng á có bà cụ tới đây, bà đi bán số. Và tới đây bà thắp hương xong, bà nhổ hết tất cả những cái cỏ mọi người ở trong mấy cái chậu chậu kiện của cậu Năm nè mọi người. Mọi người thấy không? Xung quanh ở đây giờ rất là, nói chung là rất là sạch sẽ cỏ ha. Bên kia cũng vậy nữa. Bà hồi sáng là bà nhổ hết rồi. Đấy, bên kia nữa. Bây giờ thì đang cúng cơm chay cho cậu Năm mọi người ơi. Đây thì mọi người thấy không? Cái hình ở phía sau á nó bóng màu đẹp. Đó. Cái muối đó. Muối cà phê chứ. Anh có qua anh mua cho cậu á. Tại vì hôm trước anh mua cho bác Ngọ với lại cậu mà nó hết em mua cậu thôi, em hứa là mua cho cậu Năm. Nên anh mua cho cậu Năm. Cà phê muối à anh? Ngon lắm. Cơm này là cơm trưa. Cơm là cử thứ mấy? Cử thứ nhất hả? Cử nhất. Đầu tiên. Nêu thắp nhang cầu nguyện đi.
Cây này cũng bị. Thì anh cái chỗ cây kìa. Công nhà mấy cây để tươi với ta coi nè Huy. Ủa cây này nó chịu nắng ha. Hồi trước mấy đồng là nó héo queo cô chú, nó nhỏ xíu rồi giữa tươi nè, nó bự nhất trong các thằng cái cây rồi đó. Mấy cây đây nè. Hôm nay ngày ông ngày mấy quên được ta? Bữa nay ngày 9 tháng 8, ở dưới là ngày 23. Anh ngày dương nhé. 23 tháng 6. 23 tháng 6 anh bên nhà thôi à. Tháng 6 rồi nhớ rồi. Kia như khán giả vậy. Đó. Khán giả chụp hình tại mộ cô Thanh Kim Huệ. Nãy mới khen là mát, giờ thì những cái nắng lên rồi trời. Nãy mới nghe mát. Mát đã đời luôn, nắng lên. Đây là khán giả đó người ha, tới đây biết mộ của Nông nè. Đâu đây? Ở đây sao lên mình tới xem gì bên vậy? Wow, nắng quá vậy. Ở cái đây là mình bỏ, có rõ mình bỏ vô cái. Đấy, chị này đang cầu nguyện cậu Năm rồi. Chị Tư ở ngoài đây. Cũng mến cậu Năm lắm luôn á. Ủa chào chị Tư. Thì chị cũng xúc động quá rồi ha. Vậy này chắc như chị cũng là diễn viên ca sĩ gì đây, thấy quen quen quá. Không biết là đến đây làm đầu hay gì. Đâu có cho đâu, đây ông cơm này của chị Mạnh Thường Quân chưa? À, Bình Chánh hả? Bình Chánh hả? Nêu này ở Bình Chánh hả? Này Bình Chánh nha mọi người. Quá trời nắng mọi người ơi. Đứng chút xíu thôi, nãy mới khen mát giờ nắng quá mọi người ơi. Chút xíu nữa điện thoại nó nóng mà. Chào anh Niêu á, là mình cũng trai của cô nào gỡ Cô bà chị dấu tên của Bình Chánh á. Của Bình Chánh á. Ở phía ngoài như hai anh chị đi về mọi người. Rồi mọi người thấy xem thấy cái video hữu ích cho em xin một like, một đăng ký ha. Rồi bây giờ chào mọi người nha, em sẽ tiếp tục cập nhật lại video tại mộ cổ Năm gửi đến mọi người.